Các bạn đang nghe truyện trùng sinh thường ngày tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 511, Thang Máy, 3 Tiết Nguyên đồng nghe hai người nói chuyện phím, xen vào. Sở sở, ta có thể xem phòng ngủ của ngươi không? Đương nhiên rồi. Tiết sở sở băn khoăn không biết có nên để đồng đồng và Khương Ninh đến nhà nàng hay không. Nhưng một khi nàng quyết định chuyện gì đó, thì sẽ vui vẻ đề phòng, tùy ý bọn họ đi, cho dù là yêu cầu vô lễ hơn. Tất nhiên, đến thăm ngôi nhà không phải là điều thô lỗ. Tiết Nguyên Đồng bước vào phòng sở sở, Phương Ninh đứng ở cửa phòng ngủ, thần thức của hắn nhận ra Tiết Sở Sở bên cạnh giống như rất co quắp, ngón tay nàng nắm chặt, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiết Nguyên Đồng, sợ nàng lộ ra vẻ thất vọng. Tiết Nguyên Đồng vào phòng, trước tiên nhìn thấy bản đồ trên tường, Wow, bản đồ thật lớn. Tiết Nguyên Đồng kinh hô, nàng đứng trước bản đồ, khoa tay múa chân lập tức tìm được vị trí của mình. Nhỏ quá." Tiết Nguyên Đồng nói. So sánh với bản đồ thế giới khổng lồ, thành phố Vũ Châu quả thật rất nhỏ. Tiết Nguyên Đồng suy tư một lúc, còn nói, hình như cũng không nhỏ. Thành phố Vũ Châu có ba huyện, Tiết Nguyên Đồng chỉ đi qua một cái huyện, hơn nữa cho dù trong nội thành, nàng cũng chưa đi toàn bộ. Nếu như nói lúc học trung học cơ sở, tiến độ thăm dò của nàng đối với nội thành là 3%. Như vậy sau khi có tài xế Khương Ninh, tiến độ thăm dò của nàng điên cuồng tăng vọt, biến thành 23%. Sở Sở, Khương Ninh, chúng ta ở trên bản đồ chỉ ra nơi đã đi qua được không? Được. Tiết Sở Sở đáp ứng. Nàng đứng trước một tấm bản đồ tổ quốc khác, chỉ chỉ thành phố Vũ Châu. Sau đó dừng lại ở đó. Tiết Nguyên Đồng nhìn Sở Sở, cười hì hì, thật trùng hợp, ta cũng chưa từng ra khỏi Vũ Châu sau đó ngón tay nàng liên tục điểm vài cái trên bản đồ theo thứ tự là nam thị hoài thành và mấy thành phố khác khương ninh những thành phố này có phải là thành phố trước khi ngươi từng đi qua không đúng vậy khương ninh gật gật đầu chỉ là tiết nguyên đồng không chỉ toàn bộ mấy tháng gần đây hắn ngồi linh chu chạy rất nhiều nơi lấy tài liệu hơn nữa những thứ này không tính là gì nơi hắn thật sự hoạt động mạnh là ở tu tiên giới tuy khương ninh là khổ tu sĩ nhưng về sau thăng nhập kim đan cảnh giới, cách mỗi một khoảng thời gian, sẽ xuất môn chấp hành nhiệm vụ tông môn, thường không ngại xa vạn dặm truy sát tà tu. Những tà tu kia tự nhiên sẽ không chờ hắn đi giết, thường ẩn nấp ở các nơi hung hiểm, lôi minh cốc, tam huyền thiên, hắc thủy bộc, những cảnh tượng đồ sộ kia, như có thần tích. Chỉ là không biết, hắn còn có cơ hội trở về tu tiên giới hay không. Mấy người hàng huyên một lúc, tiếc sở sở nói, ta đi chuẩn bị quần áo, chuẩn bị xong chúng ta xuất phát. Nàng vắt nước trên chăn trải giường, bỏ vào trong thùng nhỏ thoát nước, khởi động máy giặt. Máy giặt kiểu cũ, thoát nước 10 phần mã lực, hơn nửa đơn giản thô bạo, điên cuồng xoay thùng. Hai phút sau, thoát nước xong, tiết sở sở lấy chiếc chăn ga giường đã nhẹ hơn vào trong chậu. Tiết nguyên đồng lại gần, cùng nàng ra ban công, sở sở, ta giúp ngươi phơi, nhiều người sức mạnh lớn. Tiết sở sở nhìn dây phơi quần áo trên đỉnh đầu, Dây thừng vô cùng cao, nàng cần kiển chân mới có thể miễn cưỡng treo lên. Bình thường Tiết Sở Sở mượn cây để móc quần áo, treo quần áo lên trên. Cho ta chút quần áo. Tiết Nguyên Đồng rất muốn giúp đỡ. Tiết Sở Sở không tiện phất ý tốt của nàng, đành phải nói, "Được rồi." Nàng đưa gối cho Đồng Đồng. Sau đó, cân nhắc đến chiều cao của Đồng Đồng, đoán chừng chừng hơi khó khăn. Vì thế, nàng đưa cây móc quần áo cho Đồng Đồng ngươi dùng đi. Tiết Nguyên Đồng xua tay, tiêu sái từ chối, quá phiền toái. Đã đến lúc thể hiện sức mạnh của nàng ấy, nàng ấy có thể dễ dàng treo lên chỉ bằng một cú đánh tùy ý. Tiết sở sở kiểm tra phòng một chút, nàng đến bên bàn học, nhìn quyển từ vựng tiếng Anh trên bàn, do dự có nên mang đi giả ngoại hay không. Nàng là học sinh lớp, thanh bắc, ở nhị trung vũ châu nhị, bình thường việc học chặt chẽ, hơn nữa sau khi bước vào học kỳ đầu tiên của năm đầu tiên trung học, ngày nghỉ trở nên ít hơn một tuần chỉ có một ngày nghỉ chỉ có nắm chắc mỗi một thời gian học tập mới có thể không bị người khác vượt qua mới có thể thi đậu vào trường danh giá hàng đầu nhưng hôm nay nàng đồng ý đi giả ngoại với đồng đồng nếu còn mang theo sách thì hình như hơi mất hứng rồi đang lúc nàng suy nghĩ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết kia cũng không phải tiếng người hơn nữa từng tiếng từng tiếng một tiếng kêu thê thảm sắc mặt tiết sở sở biến động chó sủa tiết nguyên đồng cũng bị dọa rung lên cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua tiếng chó sủa vang như vậy tiếng kêu thảm thiết rất gần giống như xảy ra ngoài cửa không chỉ trong phòng tiết sở sở các hộ gia đình xung quanh cũng nghe thấy tiếng chó sủa thê thảm liên miên không dứt có hộ gia đình thò đầu qua cửa sổ tìm kiếm nguồn gốc tiếng chó sủa tiết sở sở theo bản năng đi về phía cửa tiết nguyên đồng theo bản năng nhìn về phía khương ninh trưng cầu ý kiến của hắn. Vừa rồi Tiết Nguyên Đồng chỉ sợ trong một cái chớp mắt, tâm tình lập tức bình phục, nàng có Khương Ninh ở đây, căn bản không phải sợ thế giới này. Đã nói, nàng là hiện thân của trí tuệ và dũng khí, mà Khương Ninh là hiện thân của sức mạnh. Tiết sở sở đạp giày, bước nhanh đến cửa phòng, tiếng chó sủa thảm khốc, phóng đại vô hạn, giống như vang lên bên tai. Mắt mèo cửa phòng hỏng, tiết sở sở không nhìn thấy tình hình bên ngoài, lại không dám mở cửa khương ninh tới cửa hắn nói mở cửa đi chúng ta còn đi giả ngoại nữa tiết nguyên đồng nói đúng vậy đúng vậy mở cửa ra ta đói quá tiết sở sở cảm thấy rất kỳ quái nếu bên ngoài có nguy hiểm thì sao nàng nhìn kỹ khương ninh một chút trong mắt nàng vóc dáng khương ninh rất cao đặt ở trong lớp các nàng coi như là vóc dáng cao nhưng thân thể cũng không tính là cường tráng khí lực hẳn là không quá lớn mở thật sao, có nguy hiểm không, ừ, mở cửa đi, không có việc gì. Khương Ninh nói, trừ phi đối phương khiên tên lửa, nhắm ngay cánh cửa này, nếu không còn chưa nói tới nguy hiểm. Hơn nữa hắn có thần thức, tất cả những gì xảy ra bên ngoài, hắn đã sớm thấy rõ. Tiết sở sở dừng 2 giây, sau đó mở cửa phòng, tiếng chó kêu thảm thiết đột nhiên phóng đại. Đập vào mắt, một ông già khôi ngô, sắc mặt căm hận, điên cuồng vung gậy dài, vung mạnh xuống, đập về phía một con tét đi ở góc tường, tiếng kêu thảm thiết thật lớn, chính là phát ra từ trong miệng con chó. chó sủa vốn đã ồn ào, huống chi tiếng kêu thảm thiết giữa sinh tử, lại càng cực kỳ vang dội. tiết sở sở nhìn ông già điên cuồng, chó sủa thê thảm như vậy, ông ta vẫn điên cuồng đánh tới chết. nàng không nhịn được mà lui một bước. nếu như nơi khác, tiết sở sở tuyệt đối quay đầu bước đi, tuyệt không dừng lại nửa phần, để tránh bị ngộ thương nhưng mà giờ phút này chuyện này đang xảy ra ở cửa phòng nàng đối với con chó bị đánh kia tiếc sở sở cũng không đồng tình nàng ở trong lớp nghe bạn học nuôi sủng vật nói một câu khó nghe những sủng vật kia ăn rất tiêu phí còn nhiều hơn số tiền mua đồ ăn của nàng và mẹ nàng một tháng chỉ là loại chuyện đẫm máu này ở trước cửa nàng rất dọa người hơn nữa ông già này chính là người gần đó mà nàng cảm thấy quỷ dị dường như làm nàng suýt chút nữa đóng cửa tránh đi mọi thứ đông 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 cầu thang truyền đến chấn động trên lầu một nam nhân trẻ tuổi mang giày da đen nhanh chóng từ dưới lầu chạy lên hắn nhìn thấy động tác của ông già kia khóe mắt gần như muốn nước ra quát to mẹ nó ông dám đánh chó của ta nói xong hắn phi qua bốn bậc thang hoàn toàn vượt lên sân thượng một quyền oanh trúng sau lưng ông già ông già kia trúng nắm đấm lại nhìn thấy mặt người trẻ tuổi này hai người thường xuyên cãi nhau, thù mới hận cũ nào còn đè nén được, đánh nhau tại chỗ. Tiếc sở sở, hai người xa lại đánh nhau trước cửa nhà mình, là trải nghiệm gì, Khương Ninh đẩy cửa lớn hơn một chút, quan sát hai người đánh nhau. Sau khi Tiết Nguyên Đồng nhìn rõ ông già, dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn Khương Ninh. Nàng còn nhớ rõ, ông lão này không phải ai khác, chính là ông lão chạng vạn ngày hôm qua bắt nạt bạn nhỏ trên đường về nhà. Ông ta sống gần đây à, Tiết Nguyên Đồng nhớ rõ, con đường bọn họ về nhà, cách bên này một đoạn. Khương Ninh thì không có tâm tư gì khác, im lặng quan chiến. Một ông già khỏe mạnh đánh nhau với một người đàn ông trẻ, ai có thể thắng, đáp án là cả hai đều thiệt. Tiết sở sở nói, hay là chúng ta đóng cửa đi. Khương Ninh, không vội, xem trước một lát. Tiết sở sở rất sợ hãi, nàng nhìn về phía đồng đồng. Chỉ nghe đồng đồng nói, cảnh nhỏ, ta thấy nhiều rồi. Tiết sở sở mê hoặc, rốt cuộc các ngươi sống trong hoàn cảnh như thế nào vậy, đây là trường hợp nhỏ sao, vì thế ba người đứng ở cửa, quan sát một già một trẻ đánh nhau, sân trước cửa chật hẹp, chỉ có cửa tiết sở sở, đến cửa đối diện, một mảnh nhỏ như vậy. Trên tay ông già có gậy dài, nhưng mà đánh chó còn tạm được, đối mặt với một người xông lên, không gian chật hẹp như thế, thật sự không vung ra được. Hai người đánh vô cùng hung hãn, Giống như động vật mất đi nhân tính, các loại chiêu thức chuyển lên. Đánh tới vong tình thì khó tránh khỏi vượt qua giới hạn, nhiều lần, tiết sở sở cho rằng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà, mỗi lần bọn họ tiếp cận cửa phòng, giống như vô hình trung có loại lực lượng lại đẩy bọn họ trở về. Lúc trước chó sủa, hiện tại đánh nhau, hoàn toàn kinh động hàng xóm xung quanh, dưới lầu ào có vài người chạy tới. Họ đứng trên cầu thang, nhìn hai người đánh nhau. Có người mở miệng khuyên nhủ, tết lớn cũng không dễ dàng đánh nhau cái gì tiết nguyên đồng nói hôm nay là tiết thanh minh người nọ nói chuyện với sắc mặt tối sầm hắn chỉ vào tiết nguyên đồng ra vẻ đạo mạo chỉ trích người ta đánh nhau trước cửa nhà ngươi sao ngươi không ngăn lại khương ninh nhìn hắn một cái thần thức uy áp phóng ra trong lòng người nọ kinh quý nhất thời giống như con chuột không dám nói nữa nhưng ở giữa vẫn có người không tệ có một nam nhân trung niên mập mạp dũng mãnh xông lên quát đừng đánh nữa nếu không ta sẽ báo cảnh sát lời này vừa nói ra người trẻ tuổi cùng người già mới dừng tay trong tay người trẻ tuổi cầm một đống tóc mới nhổ xuống từ đỉnh đầu người già nhưng hắn cũng không lấy được lợi bị ông già đánh đến mức mặt mũi bầm dập khương ninh nói chắc là không có việc gì chúng ta đi thôi tiếc sở sở vẫn có chút lo lắng nam nhân vừa rồi đánh nhau đột nhiên nhìn nàng một cái trong mắt mang theo mục đích nào đó trong lòng nàng hoảng sợ Người trẻ tuổi kia cũng không phải là người tốt, vì đối diện lúc trước, bị người trẻ tuổi kia động tay động chân, không chịu nổi quấy nhiễu, dọn đi. Nam nhân trẻ tuổi rất biến thái, hiện tại hắn như đánh chủ ý lên chính mình. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Tiết Sở Sở, nàng không nhiều lời, đóng cửa lại, theo Khương Ninh rời khỏi nhà. Phía sau là đám người như trò khôi hài. Ngón tay Khương Ninh giật giật, bắn ra một luồng pháp lực màu đen, giống như linh xà theo lỗ tai ông lão chui vào đại não đây là hàng diễm có thể làm cho ông lão cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống hôm nay ông ta sẽ vào bệnh viện mà người trẻ tuổi đánh nhau vơ sức ông ấy cũng trốn không thoát trách nhiệm cái khác không nói nhiều chắc chắn sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến đợi đến khi ông cụ xuất viện khương ninh lại cho ông ta biết lừa gạt bạn nhỏ có hậu quả gì xuống dưới lầu tiếc sở sở nói khiến mọi người chê cười rồi người xung quanh có chút khương ninh nói ai mà chưa từng gặp qua mấy người hàng xóm kỳ lạ chứ tiết nguyên đồng đúng vậy đúng vậy khương ninh nói rất đúng khương ninh cử xe đạp địa hình đưa tiết nguyên đồng còn tiết sở sở đẩy xe điện nhà nàng ra khương ninh trở lại nhà trệt dặn dò tiết nguyên đồng đợi lát nữa đi giả ngoại trên đập ta chuẩn bị dụng cụ một chút dầu gia vị những thứ khác cất kỹ toàn bộ Ngươi tốt nhất là thực hiện lời hứa tối hôm qua, nếu không đêm nay ta không tha cho ngươi, sáng nay nàng cố ý để bụng đói một bữa, chính là vì mua đồ Khương Ninh tối hôm qua nói, đồ ăn ngon hơn thịt cừu. Khương Ninh trở lại phòng thuê, đánh ra một đạo pháp quyết, ẩn giật thân hình, sau đó hắn điều khiển Linh Chu, hướng hổ tê sơn bay đi. Thỏ, vẫn là làm thịt ăn ngon. Tiết Nguyên đồng thu dọn đồ đạc, tiết sở sở bận rộn theo, nàng yên lặng hỗ trợ, trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện vừa rồi nàng lo lắng đối phương đánh nhau trước cửa phòng trọ của nàng, xảy ra chuyện, mà nàng lại không đi lên ca ngăn, cuối cùng khiến người ta oán hận. Thậm chí bị trả thù. Tiết sở sở càng nghĩ những thứ này, càng lo lắng, có lẽ là khi còn nhỏ quá thiếu cảm giác an toàn, nàng luôn thích nghĩ nhiều, giờ phút này các loại hình ảnh khủng bố cứ chiếu ở trong đầu nàng. Sở sở, người mang cô ca đến thật tốt. Tiết nguyên đồng dùng sức nhất nồi sắc lên. Tiết sở sở trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, nàng nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của đồng đồng, những lo lắng kia bị nàng đè xuống đáy lòng, nàng gật đầu, ừ, chúng ta cùng uống. Được, được. Tâm trạng tiết nguyên đồng cực kỳ tốt. Nhưng mà trong lòng sở sở thở dài sâu kín. Tiết nguyên đồng thu dọn được một nửa, đột nhiên trở về phòng, nàng lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một khối ngọc bội màu trắng, ngọc bội nối liền với một đường cong màu đỏ. Nàng cầm ngọc bội lên, đưa tới trước mặt sở sở, lấy ra, sở sở ngươi xem ngọc bội khương ninh điêu khắc đẹp không ánh mắt tiết sở sở dời về phía ngọc bội ngọc bội màu trắng lớn hơn tiền xu một chút cốc dưới bên phải điêu khắc một đám mây nho nhỏ ừ rất đẹp tiết sở sở khen ngợi không chỉ tinh xảo xinh đẹp hơn nữa còn là khương ninh tự tay điêu khắc so với ngọc bội mua càng có ý nghĩa trân quý hơn chỉ là đáng tiếc ngoại trừ lúc tiết sở sở sinh ra đeo vòng tay bạc nhỏ trên cổ tay thì không còn đeo qua bất kỳ trang sức nào nghĩ tới những điều này nàng không khỏi hâm mộ đồng đồng lại phát ra hy vọng từ nội tâm đồng đồng vẫn hạnh phúc như vậy tiết nguyên đồng nghe xong kéo tay sở sở tay lạnh quá tiết nguyên đồng kinh ngạc tay sở sở cực kỳ lạnh cũng mềm mại nàng vỗ mạnh ngọc bội vào tay sở sở cho ngươi nè hả không được không được ta không thể nhận tiết sở sở cuốn quyết từ chối ngọc bội thoạt nhìn rất tinh xảo xinh đẹp Thiết nghĩ giá cả không rẻ, nàng đến nhà đồng đồng ăn không uống không, đã vô cùng quá đáng, sao có thể nhận món đồ quý giá như vậy, tuyệt đối không. Tiết Nguyên Đồng nhìn thấy phản ứng của Sở Sở, nàng ngẩn người, dường như nghĩ tới cái gì, nàng nghiêm túc nói, "Sở Sở, ngọc bội là Khương Ninh đưa cho ta, hắn nói cho ta biết, đưa cho người thân nhất, ta đưa cho mẹ vòng ngọc tay, bây giờ còn có ngọc bội. Ngươi là bạn tốt nhất của ta, ta đương nhiên cho ngươi rồi." vẻ mặt tiết nguyên đồng đặc biệt trịnh trọng. Chính ta cũng có, ngươi xem. Nói xong, nàng giật giật sợi dây trên cổ, đem một khối ngọc bội từ ngực kéo lên. Tiết sở sở nhìn viên ngọc bội này, màu lam nhạt, so với ngọc bội trắng, kỹ thuật tỉ mỉ hơn. Cương Ninh nói, ngọc bội của hắn có thể mang đến vận may, trở nên càng ngày càng hạnh phúc, hắn biết bói, lời nói chắc chắn có đạo lý. Tiết nguyên đồng thúc giục, cho nên mau nhận đi, tay ngươi lạnh như vậy, vừa hay để ngọc bội che lại cho ngươi trong lòng tiếc sở sở giải dụa, nàng nhìn về phía đồng đồng vì thế nhìn thấy ánh mắt không thể từ chối của nàng ừ cảm ơn đồng đồng cuối cùng nàng vẫn nhận lấy ngọc bội trắng như vậy mới phải tâm trạng tiếc nguyên đồng tốt hơn tiếc sở sở đeo ngọc bội lên ngọc bội ôn nhuận theo cổ áo trượt vào che ngực nàng ấm áp chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đồng đồng nói đây là ngọc bội khương ninh tự tay điêu khắc nàng lại không khỏi sinh ra chút xấu hổ một giây sau nàng đè xuống tạp niệm hỏi đồng đồng ngươi và khương ninh tiếc sở sở rất muốn hỏi một chút đồng đồng và khương ninh có quan hệ gì bình thường đồng đồng luôn nhắc đến khương ninh hôm nay lúc phơi quần áo khương ninh còn ôm nàng hành vi ôm trong mắt tiếc sở sở đã là hành vi vô cùng thân mật chỉ có tình nhân mới có thể làm như vậy nhưng đồng đồng cũng không yêu khương ninh khương ninh lại tặng nàng nhiều đồ như vậy sống cùng nàng sao vậy tiết nguyên đồng nghe nàng nói được một nửa đột nhiên không nói nữa tiết sở sở nhìn bộ dạng đơn thuần của đồng đồng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ có khả năng nào không đồng đồng tương đối ngây thơ không ý thức được đó là mập mờ tiết sở sở tư duy nhạy bén nàng đổi đề tài ngươi và khương ninh ở trường học ngày nào cũng đi cùng nhau sao Tiếp Nguyên Đồng vừa nghe những lời này, nàng dường như có lời nói không hết. Đương nhiên, ta và hắn rất tốt, trước đây mỗi ngày hắn đều mang cơm cho ta. Còn bẻ táo cho ta nữa. Lập tức tách ra làm hai nửa, không, tách thành bốn rưỡi, có lợi hại không, núi hổ tê. Trên núi rừng, Khương Ninh khống chế phi thuyền, theo linh thức ấn ký, tìm kiếm con thỏ. Năng lực khóa mục tiêu của hắn, mạnh hơn ra đa nhiều, không phí công phu, tìm được thỏ ngay tại một bụi cỏ. Nhưng mà, điều làm hắn bất ngờ chính là, không chỉ là một con thỏ, bên này còn có ổ thỏ. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Khương Ninh cũng không phải là người đuổi tận giết tuyệt, hắn chỉ bắt một con thỏ. Cái con thỏ mập mạp này có thân thể cường tráng, nặng 12-13 cân, hơn nữa, nó không giống con thỏ bình thường, nói về chất lượng thịt, có khác biệt không nhỏ khương ninh vì để cho nó trở nên ngon hơn cố ý bồi dưỡng chút linh thảo lúc trước ném cho nó ăn hai giỏ linh thảo để cho nó hưởng thụ đỉnh cao của cuộc sống loài thỏ trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ hôm nay đến lượt nó báo đáp khương ninh khương ninh thúc giục linh lực hóa thành bàn tay to vớt xuống trong nháy mắt vớt nó từ trong rừng lên bầu trời khương ninh thần thức khẽ động hình thành đao thần thức một đạo chém diệt thần hồn nó như vậy nhìn từ bề ngoài cơ thể con thỏ vẫn là hoàn chỉnh hắn đánh một đạo ký hiệu về tổ thỏ phía dưới dự định về sau lại lấy tiếp theo hắn lại điều khiển linh chu bay về hướng biệt thự núi hổ tê nhờ tốc độ của linh chu không cần đến một phút khương ninh đã trở về đập hắn từ linh chu nhảy xuống vẫy tay một cái thu nhỏ linh chu lại thu vào trữ vật giới khương ninh tay trái mang theo một túi hoa quả lớn tay phải mang theo thỏ, vào phòng bên cạnh. Tiết Nguyên Đồng đang thu dọn đồ lặt vặt, kết quả chú ý tới trên tay Khương Ninh nổi bật một đoàn màu trắng. Nàng kêu lên, thỏ thật lớn, so với con thỏ trước kia nàng từng nuôi, con thỏ này rõ ràng lớn hơn một vòng. Ngay cả Tiết Sở Sở bên cạnh cũng nhìn sang bên này, trong mắt có kinh ngạc, chẳng lẽ đây là Khương Ninh mua sao, Tiết Sở Sở còn chưa ăn thịt thỏ, nàng không khỏi nghĩ, thịt thỏ có ngon không, bỗng nhiên, nàng lại vứt bỏ ý nghĩ này từ khi nào nàng trở nên thích ăn giống như đồng đồng vậy không được không được nàng phải trải qua cuộc sống chất phác không thể phóng túng dục vọng của mình bởi vì thật khó để trở nên thanh đạm sau khi đã quen với sự xa hoa khương ninh nhắc tới thỏ đồ nhắm buổi trưa hài lòng không tiếc nguyên đồng vòng qua khương ninh hai vòng ánh mắt đánh giá con thỏ nàng giả mù sa mưa sờ thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bi thương hu hu thật đáng thương Cương Ninh liếc nhìn nàng, đừng thấy đáng thương, nó đã chết rồi. Cương Ninh dùng đao thần thức, mặc dù không cách nào tiêu diệt thần hồn thường nhân, nhưng thần hồn một con thỏ, vẫn là thoải mái một cách dị thường. a, à, chết rồi. Tiết Nguyên đồng khiếp sợ, thân thể nó vẫn còn nóng hổi, chết rồi. Cương Ninh nói. Bi thương của Tiết Nguyên đồng trong nháy mắt biến mất, nàng nhếch miệng nhỏ nhắn, đều đã chết, vậy cũng không thể lãng phí, chúng ta nhân lúc còn nóng đi, tiết sở sở, ta giúp ngươi một tay. Bình thường ở nhà nàng thường xuyên nấu cơm, giết gà giết cá, tiết sở sở thoải mái đảm nhiệm. Được rồi. Hai cô gái đi xử lý thỏ. Tiết Nguyên Đồng không quên dặn dò. Khương Ninh, nhiệm vụ thu dọn hành lý giao cho ngươi, mặc dù có thỏ, họ vẫn đi giả ngoại. Khương Ninh tìm một cái rương lớn, cất kỹ dụng cụ xuất phát vào. Điện thoại đột nhiên rung vài cái. Ngay sau đó, điện thoại từ trong túi tự bay ra. Cảnh lộ gửi tin nhắn, hình ảnh. Phong cảnh trong bản đồ cực kỳ quen mắt, chính là bình nguyên nhỏ của đập nước, liên tục đập vào bờ sông. Cương Ninh, ha ha ha, bất ngờ chưa? Ta cùng bạn học sơ trung đi giả ngoại, thật náo nhiệt, ngươi có tới không, ta mang theo hai phần đồ ăn vặt nha. Cương Ninh cười cười, thật trùng hợp, lát nữa ta sẽ đi giả ngoại với tiết nguyên đồng. Đồng bằng nhỏ đập sông trên tấm vải sạch sẽ, cảnh lộ ngồi trên đầu gối. Hôm nay nàng mặc áo hoodie màu trắng có mũ, trên đùi là quần dinh ống thẳng hơi rộng một chút, đều là nàng chọn lựa kỹ càng, mặc như vậy trên người, vừa không quá nhô ra, cũng không có vẻ mập mạp. Được, không ngại cho ta ăn ké chút đồ ăn của ngươi chứ. Nàng nhắn tin cho Khương Ninh, nói đùa. Lúc này, bạn tốt Hà Thanh Đường nói, lộ lộ, mau tới chơi trò chơi. Thỏ biến hình biến thành thịt thỏ toàn bộ đều xử lý tốt rồi tiết nguyên đồng bưng chậu lớn trong chậu chứa đầy thịt thỏ có vài cân tuyệt đối đủ cho bọn họ ăn khương ninh bây giờ chúng ta nấu cơm sao nàng nuốt nước miếng chưa ăn bữa sáng nàng đói đến choáng váng hận không thể bắt đầu ngay lúc này nướng địa thức ăn với tốc độ ánh sáng khương ninh nói không phải đã nói đi giả ngoại rồi sao đến đập rồi nấu cơm tiết nguyên đồng ngẩn ngơ nàng cho rằng, cơm nước xong, lại đi hà bá giả ngoại. a à, vậy còn phải kiên bình gas qua nữa, Khương Ninh thản nhiên nói, chúng ta trực tiếp nhóm lửa bên bờ sông, thử giả ngoại thật sự. Tiết sở sở rất ít khi nói chuyện, ở bên cạnh lên tiếng, ta cảm thấy rất tốt, chưa từng như vậy. Tiết Nguyên Đồng suy nghĩ một chút, cảm thấy rất mới lạ, nàng hăng hái chỉ huy, Khương Ninh, đồ đạc của ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi mau, Khương Ninh đã sớm chuẩn bị hoàn thành, chỉ thấy trong rương lớn, đặt đầy đồ đạc, nồi bát, thùng dầu, túi bột mì, rau dưa, hoa quả vân vân. Còn có chai coca lớn tiết sở sở mang theo, cũng đặt ở bên trong. Cùng với giả ngoại trên mạng nói, chuẩn bị đồ đạc, không giống nhau lắm, vô cùng giản dị địa khí. Chiếc trương trống không, Khương Ninh nhận lấy chậu lớn trong tay tiết nguyên đồng, bỏ vào, ăn khớp hoàng mỹ. Có mấy cân thịt thỏ trong chậu, ngón tay tiết nguyên đồng bưng chậu, ép đến trắng bệch. Tiết sở sở hỏi đồng đồng nhà ngươi có găng tay không loại găng tay trắng dùng để làm việc đương nhiên là có đồ đặt nhà ta cực kỳ đầy đủ nhà Tiết nguyên đồng có một phòng tạp vật nho nhỏ bên trong chứa đầy dụng cụ phiền nàng tìm giúp ta một đôi Tiết sở sở nhìn cái trương lớn trên mặt đất nói như thế cái trương vô cùng nặng tuy rằng có thể đặt ở trên xe điện của nàng đẩy về phía đập lớn nhưng trên đường luôn cần có người đỡ Nàng không muốn ăn không uống không, dứt khoát giúp đỡ Trương, có thể giúp một chút, trong lòng nàng thản nhiên một chút. Khương Ninh hiểu ý của nàng, hắn nói, không cần tìm găng tay, cái trương giao cho ta đi. Tiết Sở Sở nhìn cái trương, đeo găng tay tiết kiệm sức một chút. Ừ, Sở Sở ngươi nói có lý, quả thật nên chuẩn bị cho Khương Ninh một đôi găng tay. Tiết Nguyên đồng như gió chạy vào trong nhà, lại hỏa tốc chạy trở về nàng vỗ găng tay vào lòng bàn tay Khương Ninh, mau đeo vào đi, an toàn một chút. Tiết Nguyên đồng nàng cũng không phải là ông chủ vô lương tâm, nàng thật sự lo lắng cho Khương Ninh. Khương Ninh nhanh nhẹn đeo găng tay vào. Tiết sở sở, rõ ràng là ta muốn đeo. Tại sao cả hai không nghĩ đến nàng ấy, Khương Ninh nắm lấy găng tay, cuối người chuyển rương. Tiết sở sở đang muốn tiến lên hỗ trợ, cái rương kia chứa đầy đồ, chắc chắn vô cùng nặng, hai người phối hợp, Mới có thể dọn đi Kết quả ngay sau đó Nà nhìn thấy Khương Ninh xách cái rương lên Mà không tốn chút sức nào Giống như thứ đang chuyển không phải cái rương Mà là chuyển bông vải Khí lực của An lớn như vậy sao Trong mắt Tiết sở sở kinh dị Bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này Khương Ninh nâng cái rương lên Người khóa kỹ cửa Chúng ta xuất phát Ừ, Tiết Nguyên đồng tương đối nghe lời Khương Ninh mang theo rương rời đi Tiết sở sở vẫn đi theo phía sau, phòng ngừa hắn không chống đỡ được, thời khắc chuẩn bị tiến lên giúp một tay. Khương Ninh chuyển sang phòng bên cạnh. Tiết sở sở phát hiện đồng đồng đang khóa cửa, nàng dứt khoát không đi theo, mà nói, đồng đồng, ngươi khóa xe điện của ta ra sân làm gì, lát nữa hắn còn dùng. Tiết Nguyên Đồng do dự một lát, nói, Khương Ninh chuyển trương, nếu chúng ta đi xe điện, có phải quá tàn khốc với hắn ta không? Tiết sở sở hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, hình như nàng bị đồng đồng hiểu lầm, nàng giải thích ý ta là đặt cái rương lên xe điện vận chuyển đến bờ sông nếu như chuyển rương đến bờ sông quá nặng nhà trệt cách bình nguyên nhỏ đập sông khoảng cách mấy trăm mét cánh tay tuyệt đối sẽ mỏi tiết nguyên đồng cũng không suy nghĩ nhiều như sở sở nàng nói khí lực của khương ninh siêu lớn giao cho hắn đi nàng vốn định khoe khoang khương ninh có thể dùng hai ngón tay xách nàng lên nhưng lại cảm thấy ảnh hưởng uy vọng của nàng khí lực lớn bao nhiêu tiết sở sở nghi hoặc nàng vừa dứt lời chỉ thấy khương ninh một tay nâng cái rương tay kia thì nắm một cái thùng nước tinh khiết tiêu chuẩn trong thùng chứa đầy nước hơn nữa thân thể khương ninh vô cùng vững vàng đi lại như bình thường giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào giúp ta khóa cửa xuất phát đi khương ninh dạng dò trọng lượng của những thứ này đối với hắn mà nói không tốn chút sức nào hắn tu pháp tu thể tu thần hồn nếu ba cái kết hợp dơ lên một chiếc xe con đều dễ dàng, chớ nói chi là những thứ này. Tiết sở sở trừng mắt nhìn Khương Ninh, ánh mắt cuối cùng cũng đã xảy ra biến hóa, trọng lượng thùng nước tinh khiết, nàng rất rõ ràng, 38 cân, hơn nữa rất không dễ sách. Mặc dù hiện tại là xã hội văn minh, vũ khí dũng cảm cá nhân không có bao nhiêu tác dụng, tiền và quyền mới là tất cả, nhưng loại cảm giác sức mạnh nguyên thủy này, trùng tích cho người ta vẫn là không nhỏ. Hơn nữa Khương Ninh cũng không cường tráng, có loại cảm giác tương phản, nếu như là một trung niên mập mạp, chuyển mấy thứ này, tiết sở sở căn bản sẽ không kinh ngạc. Lúc trước đang thuê phòng, bên ngoài có người đánh chó, tiết sở sở sợ, không dám mở cửa, lúc ấy Khương Ninh bảo nàng mở cửa, may mà lúc ấy nàng còn lo lắng gặp nguy hiểm, thì ra Khương Ninh đã sớm dựa vào. Tiết Nguyên đồng thay hắn khóa kỹ cửa, sau đó chạy đến bên cạnh Khương Ninh, vất vả cho ngươi rồi, để ta lấy giúp ngươi một chút. Sau đó nàng lấy coca lớn từ bên trong ra, sách trên tay. Tiết sở sở nói, lấy giúp ta một phần. Vì thế, tiết sở sở chỉ còn lại có nửa thùng dầu. Khương Ninh nâng cái rương, mang theo thùng nước tinh khiết, hai cô gái đi theo phía sau, trò chuyện thì thầm, thỉnh thoảng nhìn bóng lưng Khương Ninh vài lần. Chẳng mấy chốc, lên đập. Tiết sở sở thường xuyên tới đập, nhưng mỗi lần cưỡi xe điện, vội vàng lóe lên. Chưa bao giờ giống như bây giờ, đứng ở đập nước, nhìn bờ sông gợn sóng lăn tăng phía dưới. Gió xuân ấm áp, ánh mặt trời vừa vặn, không khí trong lành mang theo mùi hoa cỏ. Đập sông yên tĩnh, không ồn ào náo động như thành phố cổ trong nội thành, trời đất tự nhiên, làm cho tâm tình người ta trong vắt trống rỗng. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiết sở sở, đường nét mềm mại một chút, bước chân nàng nhẹ nhàng đứng lên, mang theo nửa thùng dầu, càng làm cho nàng có vài phần cảm giác chân thực. Khương Ninh theo đập tiếp tục đi về phía trước, mấy trăm mét phía trước, dưới đập có một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi, cỏ xanh phủ kín mặt đất, từng lều trại nhỏ dựng trên bãi cỏ người lớn trẻ nhỏ nam nam nữ nữ hoặc đứng hoặc ngồi thành từng nhóm qua wow, thật nhiều người tiết nguyên đồng chỉ vào bãi cỏ hoang hô ba người một đường đi về phía thảo nguyên nhỏ cách thảo nguyên nhỏ càng gần xe đổ trên đập càng nhiều khương ninh mang theo một đống đồ vật tự nhiên thu hút người chung quanh nhìn lại bọn họ nhìn nhiều hơn hai mắt sau đó thì không quá chú ý thần thức của khương ninh quét về phía bình nguyên nhỏ trong nháy mắt tìm được vị trí của cảnh lộ nàng đang chơi bài xì phé với mấy bạn học dáng vẻ vô cùng tập trung cũng không chú ý tới bên này cương ninh thu hồi thần thức hắn không phải người chủ động tự nhiên không chào hỏi cảnh lộ chúng ta qua bên kia tiết nguyên đồng chỉ vào chỗ gần bờ sông bên kia cỏ xanh thưa thớt không có trung tâm tươi tốt thắng ở yên tĩnh không cần chen chúc cùng người khác phong cảnh cũng không tồi tiết sở sở nhìn vài giây nói ta cảm thấy chỗ đó không tệ nàng cũng giống như đồng đồng từ nông thôn đến thành phố học tập gia đình không tốt không thích ở cùng một chỗ với người khác ừ khương ninh đi tới bờ sông đặt cái rương và thùng nước xuống tiết nguyên đồng nói chuyện tiếp theo giao cho chúng ta nàng từ trong rương lấy ra đệm trải ở bãi cỏ lại sang bằng lại từ trong rương lấy ra tiểu mã trác đây là cái chiếu duy nhất của lần giả ngoại này tiết nguyên đồng ôm cái chiếu đưa đến trước mặt khương ninh trịnh trọng nói khương ninh đây là bảo tọa của ta, ta chính thức ban nó cho ngươi, sau này ngươi đối xử tốt với nó. Khương Ninh nhìn nàng một cái, giọng điệu bình thường, để xuống đi. Tiết Nguyên Đồng cho rằng thái độ của hắn thoáng không tôn trọng mình, chật, nàng nghĩ đến thịt thỏ Khương Ninh mang đến, không so đo với hắn. Khi Tiết Nguyên Đồng thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn bãi cỏ cách đó không xa. Nàng bỗng nhiên cả kinh nói, Khương Ninh, ngươi xem ngươi xem, nàng ta đang dùng cần câu thả diều, Khương Ninh đã sớm phát hiện, chỉ thấy giữa bãi cỏ, có một nàng bé cầm cần câu, với ít một con diều trên bầu trời. Hắn nói, đôi khi không câu được cá, sẽ chơi như vậy. Thanh khách. Tiết Nguyên Đồng cười cười, đột nhiên nhớ lại lần trước nàng không câu được gì. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười biến mất, duy trì thể diện, ra vẻ thoải mái nói, đúng vậy, không câu được cá thật đáng thương. Nàng không hề rối rắm đề tài câu cá, ngược lại đánh giá bờ sông. Tiết Nguyên Đồng chạy tới, tới tới lui lui, chuyển mấy tảng đá lớn. Nàng lấy ra một cái xẻng nhỏ, ta đã sớm có chuẩn bị. Nàng cầm xẻng lên, đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, sau đó để tảng đá lớn ra rìa, chất đống nghiêm ngặt, lại đặt nồi sắt lên. Tiết sở sở có kinh nghiệm nấu cơm, nàng nhanh chóng phát hiện ra ý định của đồng đồng, đốt lửa nấu cơm, đúng vậy, hôm nay làm thỏ kho tàu. Tiết nguyên đồng nắm chặt nắm đấm nhỏ, hiện tại nàng rất đói, tràn đầy nhiệt tình, bởi vì rất nhanh có thể ăn được mỹ vị Sở sở, ngươi ở bên này trông coi, ta nhặt củi Tiết Nguyên Đồng đang chuẩn bị xuất phát Cương Ninh đang nghe chuyện trên TV Audio CV đứng dậy từ triêu chiếu Để ta đi, ngươi ở lại chờ Nếu quả thật để Tiết Nguyên Đồng nhặt củi Không biết bao lâu mới có thể nhặt đủ Tiết sở sở nói, ta cùng đi Bên này để đồng đồng trông coi là được Nhiều người lực lớn, chúng ta mau chóng nhặt cơm đi Nghe được lý do của hai người, Tiết Nguyên Đồng xem như có chút tự mình hiểu lấy, không tiếp tục kiên trì nữa. Nàng nói: "Được rồi, ta rửa rau cúc, bày hoa quả." Sau đó, Khương Ninh cùng Tiết Sở Sở đi về phía rừng cây nhỏ. Mùa đông vừa qua, trong rừng có không ít rễ cây, Khương Ninh thỉnh thoảng nhặt lên, rất nhanh tìm được một đống. Ngày thường Tiết Sở Sở không thích nói chuyện, nàng và Đồng Đồng là hai loại tính cách thiên về lạnh lùng. Cho nên trong rừng cây có chút yên tĩnh chỉ có tạp âm chân dẫm lên lá rụng, cùng với thỉnh thoảng tiếng chim hót truyền vang. Hai người không nói gì, nhưng Tiết Sở Sở lại không cảm thấy xấu hổ, Khương Ninh làm cho người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái, cho dù không nói chuyện, bầu không khí cũng thoải mái tự nhiên. Hoàn cảnh yên tĩnh, động tác lặp đi lặp lại, người dễ suy nghĩ nhiều, Tiết Sở Sở không khỏi nghĩ tới Đồng Đồng. Có rất nhiều chuyện, nàng không thể hỏi Đồng Đồng, nhưng có thể nói với Khương Ninh, bởi vì nàng cảm thấy rất nhiều thứ khương ninh đều hiểu được tiết sở sở nhân cơ hội hiện tại khó có được định hỏi một chút tình hình có lẽ có vẻ xen vào việc của người khác nhưng nàng là bạn tốt nhất của đồng đồng rất cần phải nói khương ninh tiết sở sở bỗng nhiên nói vừa rồi thần thức của khương ninh quan sát thấy tim tiết sở sở đập nhanh hơn bình thường chắc chắn có chuyện xảy ra tiết sở sở sắp xếp lại suy nghĩ nàng nói gần đây đồng đồng rất vui lâu rồi không thấy nàng ấy như vậy có thể hắn không biết trước kia đồng đồng rất ít khi cười cũng không vui vẻ như bây giờ nàng hiểu đồng đồng rất rõ mặc dù trước đây chỉ có thể thỉnh thoảng gặp một lần nhưng nàng biết rất rõ trạng thái của đồng đồng rõ ràng đồng đồng đã xảy ra thay đổi có liên quan đến khương ninh khương ninh nói có lẽ gần đây nàng ấy ăn khá ngon tiếc sở sở không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy nhưng dường như có chút đạo lý nhưng chủ ý nàng cũng không phải vì nói cái này ngươi không biết đâu, bình thường đồng đồng tìm ta nói chuyện phím, thường xuyên nhắc tới ngươi, rất thường xuyên. Nàng quyết định gọi. Ừ, Khương Ninh gật gật đầu. Tiết sở sở hé miệng, Khương Ninh, ngươi có thể đồng ý với em một chuyện được không, sau này đừng làm tổn thương đồng đồng nhé, giọng nàng bỗng nhiên thấp xuống, trước kia đồng đồng sống rất không tốt, nàng ấy luôn cho ta một cảm giác khó tả. Không biết ngươi có hiểu không, trước đây ta chưa từng nghĩ đến tương lai của đồng đồng, ta không nghĩ ra được, sau này nàng ấy sẽ trở thành người như thế nào, sẽ sống cuộc sống như thế nào, ta thật sự không nghĩ ra. Bây giờ đã khác, ta có thể tưởng tượng được tương lai của nàng ấy, dường như có thể nhìn thấy, nàng ấy ở tương lai, cười vẫy tay với ta, vĩnh viễn vui vẻ. Giờ khắc này, trong đầu tiết sở sở hiện lên hình ảnh tốt đẹp kia, khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy của nàng lộ ra nụ cười. Khương Ninh nhìn nàng, bình thường nói, từ, yên tâm đi mặc dù hắn không hứa hẹn gì, nhưng lại cho tiết sở sở một loại tự tin tuyệt đối, tâm thần nàng yên ổn hơn rất nhiều. Sau đó nàng không nói gì nữa, hai người nhặt được cành cây, trồng lên mặt đất, xếp thành một đống. Bàn tay Khương Ninh rung lên, lấy ra một sợi dây thừng. Đeo vào đi, tiện mang về. Để ta làm. Tiết sở sở làm thủ công cũng không tệ lắm, hai ba bó cành cây. Nàng chia sợi dây ra làm hai, cùng nâng đi khương ninh cũng không từ chối trước khi ra khỏi rừng cây khương ninh nhìn về phía trước bên cạnh cái chiếu tiết nguyên đồng đang bày hoa quả vào giỏ sau này thường xuyên đến chơi nàng ấy rất thích ngươi hắn nói tiết sở sở quay đầu ánh mặt trời vừa vạn xuyên qua lá cây đánh vào sườn mặt khương ninh con ngươi hắn đen kịt làn da sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời tiết sở sở không nhìn nhiều nữa nàng nghiêm túc ừ một tiếng cuối cùng các ngươi cũng trở lại nhiều củi thật đó. Tiết Nguyên Đồng rút ra mấy nhánh cây, đặt vào trong hố đất, bên cạnh hố đất bày đá, đặt nồi ở phía trên. Tiết Sở Sở nhắc nhở, chỉ có rễ cây không dễ châm lửa, ta sẽ tìm lá cây dễ cháy để châm lửa. Như vậy có thể thoải mái hơn rất nhiều. "Không cần." Tiết Nguyên Đồng nói, phiền quá, Khương Ninh là nhà ảo thuật, hắn biết châm lửa. Trên mặt Tiết Sở Sở lại lộ ra vẻ mê mang. Nàng đã đếm không hết đồng đồng cho khương ninh bao nhiêu danh hiệu đại sư câu cá đại sư cờ vua đại sư bắt búp bê thầy bói hiện tại lại có một ảo thuật gia rốt cuộc khương ninh còn có thân phận ẩn dấu nào ảo thuật gia có thể châm lửa không tiết sở sở hỏi đương nhiên rồi ảo thuật gia siêu biết chơi với lửa không phải vấn đề có chơi với lửa hay không trong ấn tượng của tiết sở sở ảo thuật gia là nghề nghiệp vô cùng cao cấp bọn họ biểu diễn ảo thuật trên sân khấu xa hoa dưới đài có hàng trăm hàng ngàn khán giả cổ vũ. Ảo thuật, không phải dùng để châm lửa, khi hai người thảo luận, xa xa có một cô bé chạy tới, khoảng năm nhất, mặc quần áo đẹp, trên tay cầm một mảnh đồ ăn vặt màu tím. Tiết Nguyên đồng nhận ra nàng, chính là tiểu cô nương vừa mới dơ cần câu thả diều, nhưng cần câu của nàng chuyển dời đến phía sau nàng, trên tay nam nhân chừng 30 tuổi. Đứa bé ôm chân ba, nhìn kỹ một hồi lâu, mới lớn mật hỏi, hai người đang nấu cơm sao, đúng vậy chúng ta nướng thịt ăn tiết nguyên đồng thản nhiên trả lời người đàn ông kia cười nhìn về phía khương ninh thịt có ngon không cô bé hỏi tiết nguyên đồng tương đối tự tin đối với tay nghề của nàng siêu ngon sau khi cô bé nghe xong trưng bày đồ ăn vặt của mình có miếng trong biển ngon không tiếp theo nàng học quảng cáo trên tv nói ta biết mùi vị của biển tiết nguyên đồng không muốn để ý đến nàng quá ngu xuẩn Nàng đã là một học sinh trung học thành thục, không có tiếng nói chung với trẻ con. Cha cô bé xấu hổ cười cười. "Khương Ninh, mau tới châm lửa đi." Tiết Nguyên đồng thúc giục. "Mau châm lửa, Tiết Nguyên đồng đói muốn chết, cần Khương Ninh giúp đỡ." Mặc dù bên cạnh có người lạ, nàng vẫn thẳng thắn vô tư, trước kia Khương Ninh từng biểu diễn ảo thuật trong lớp, không phải bản lĩnh không thể để người khác biết. "Ừm." Um. Khương Ninh đi tới trước nồi sắt tri kỷ tiết nguyên đồng đưa cái chiếu tới để cho hắn ngồi xuống từ đó toàn lực phát huy tiết sở sở ở bên cạnh càng nhìn chằm chằm nàng tò mò ảo thuật của khương ninh ảo thuật châm lửa nàng chưa từng thấy qua cô bé ăn trong biển mở to hai mắt mấy người này đi giả ngoại khác với những người khác ở thảo nguyên nhỏ khương ninh đưa tay xuống dưới nồi đậy củi lại hắn thúc giục linh lực một ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên bốc cháy từ lòng bàn tay một giây sau phủ kín đáy nồi cẩn thận nóng. Tiết sở sở vội vàng nhắc nhở, tay Khương Ninh bị lửa thiêu. Không có việc gì, hắn biết ảo thuật. Tiết Nguyên Đồng không chút lo lắng Khương Ninh, người khác không biết, Khương Ninh biểu diễn cho nàng nhiều lần. Khương Ninh nhà nhạc thu tay về, chỉ thấy nhánh cây phía dưới nồi sắt đang cháy rực. Cô bé xem đến mức quên cả ăn rong biển, cha cô bé cũng cả kinh. Huynh đệ, ngươi tạo ra lửa như thế nào, bôi nhiên liệu trên tay, Tiết sở sở nhìn chầm chầm tay Khương Ninh, màu sắc giống như bàn tay bình thường, ngón tay thon dài, vô cùng đẹp mắt. Khương Ninh nói, quen tay hay việc. Sau khi đốt lửa, Tiết Nguyên Đồng không có thời gian nói chuyện, bắt đầu nấu cơm. Vì nấu cơm, nàng cố ý mang tạp về, vây quanh eo. Tiết sở sở chủ động nói, để ta nhóm lửa. Trước kia nàng ở trong thôn, thường xuyên dùng nồi đất nấu cơm, nhóm lửa đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay, một mình nàng phụ trách nhóm lửa, còn có thể lên bếp nấu cơm. Điều này đối với rất nhiều cô gái nông thôn gia cảnh kém, gần như là kỹ năng thiết yếu. Cho dù xuống ruộng làm việc, tiếp sở sở cũng có thể, nàng có thể đội mặt trời chói chang của mùa hè nóng bức, nhổ đậu phộng một ngày. Ngươi đốt đi. Khương Ninh không từ chối, nếu như hắn nhóm lửa, có thể làm cho thế lửa đều hơn, tốc độ nấu cơm nhanh hơn nhưng bảo tiết sở sở bận rộn một chút cũng không sao. Cái chiếu được Khương Ninh nhường cho tiết sở sở. Tiết sở sở tìm cành cây dài một chút, coi như que nhóm lửa, treo chọc củi lửa dưới đáy nồi, khống chế ngọn lửa. Tiết nguyên đồng mở nắp nồi, nhấc nửa thùng dầu, đổ dầu vào nồi. Sau khi cha cô bé vây xem nhìn thấy, mặc dù hắn còn muốn xem tiếp, nhưng người ta bắt đầu nấu cơm, ở lại nữa không tốt lắm, chờ người ta nấu cơm xong, chẳng lẽ còn chia cho hắn hay sao, vì thế, hắn dắt tiểu cô nương rời đi, tiểu cô nương kia lưu luyến, trên đường trở về, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Khu vực bờ sông, lần nữa khôi phục ba người. Tiết Nguyên đồng cùng Tiết Sở Sở nấu cơm, Khương Ninh thì vận dụng linh lực, dẫn khói đốt bằng củi qua một bên, tránh hung vào hai người. Trong nồi cho vào hành gừng các loại phụ liệu, Tiết Nguyên đồng ngồi trên tảng đá, cầm xẻng xào rau. Khương Ninh thấy độ lửa không kém nhiều lắm, Đổ một chậu thịt thỏ vào trong nồi. Tiết Nguyên đồng sử dụng lực chính trâu hai hổ, dùng nồi sẻn xào thỏ. Nàng cảm thấy, trù nghệ còn có thể trở nên mạnh hơn, nhưng lực lượng nhỏ yếu, hạn chế con đường trở thành đầu bếp của nàng. Tiết Nguyên đồng cho rằng, nàng nên kiên trì rèn luyện, để cho lực lượng trở nên mạnh mẽ. Nàng suy nghĩ, buổi tối tìm Khương Ninh hỏi một chút, làm thế nào để rèn luyện thân thể khoa học. Khí lực Khương Ninh siêu lớn, chắc chắn hiểu được nhiều tốt nhất là có một loại không cần chịu khổ còn có thể rèn luyện thân thể vận động tiết nguyên đồng vất vả xào thịt thỏ mùi thịt tràn ngập ra tiết nguyên đồng vốn đã đói âm thầm nuốt nước miếng nàng nuốt hết sức bí mật tự cho là giấu giếm được khương ninh và sở sở một hồi lâu nàng đổ nấm hương vào nồi tiếp tục xào rau có thể đổ nước nàng nhìn khương ninh nói khương ninh thuận tay xách thùng nước tinh khiết lên thêm nước vào nồi tiết nguyên đồng ném măng vào trong nồi tiếp theo phải đợi nồi đun sôi chờ chút thời gian đặc biệt dài đằng đẵng chúng ta chơi xì phé đi tiết nguyên đồng đề nghị nàng từ trong rương lấy ra một bộ xì phé ba người bọn họ vừa hay dùng để chơi bài địa chủ tiết sở sở nghe xong nhìn đống củi đang cháy khương ninh nhìn ra lo lắng của nàng hắn nói chờ lúc chúng ta đánh bài chú ý nhiều một chút là được còn phải nấu một hồi lâu, cũng không thể chờ được. Đúng vậy đúng vậy, mặt trời đẹp như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Vừa hay trong lúc đánh bài, nàng nhân cơ hội ăn vụng chút hoa quả, Khương Ninh mang đến xoài, dâu, măng cục, ăn rất ngon, thật không biết hắn mua từ đâu. Đặc biệt là xoài, ăn chút ép bụng đói. Vừa rồi tiết nguyên đồng xào rau, tiêu hao đại lượng thể lực, suýt chút nữa cầm không nổi sẻn, cần bổ sung dinh dưỡng gấp. Sở Sở vẫn chiếm cứ cái chiếu, hai người còn lại ngồi trên thảm cỏ. Ánh mặt trời ấm áp, gió xuân nhẹ nhẹ phất qua. Khương Ninh đánh bài một lúc, điện thoại bỗng nhiên rung lên, hắn lấy điện thoại ra, cảnh lộ gửi tin nhắn tới, ngươi đến rồi sao? Ta đang chơi đây, bọn họ chơi trò nói thật mạo hiểm, ta đang suy nghĩ có nên gia nhập hay không. Khương Ninh một tay cầm bài, tay kia gõ màn hình trả lời, đã đến rồi, ta đang đánh bài. Tiết sở sở đè tiểu vương một cái. Một tay Khương Ninh rung lên, đại vương hạ xuống. Tiết Nguyên Đồng nhìn chầm chầm động tác của Khương Ninh, chỉ cảm thấy rất tiêu sái. Không giống như nàng, dùng một tay căn bản không cầm được bài, cần tay kia hỗ trợ. So với Khương Ninh, kém cỏi hơn nhiều. Phía nam thảo nguyên nhỏ. Bãi cỏ trải thảm sạch sẽ, một đám nam nữ, túng năm tụng ba, rất náo nhiệt. Cửa lều đơn giản, Hà Thanh Đường đụng chạm cảnh lộ, thuận tiện nhìn khung trò chuyện của nàng, quan hệ của hai người bọn họ, tốt tới cực điểm, xem lịch sử nói chuyện phím của nhau cũng không có gì không ổn. Hà Thanh Đường nhỏ giọng nói, ngươi hỏi hắn ấy đang ở đâu? Ừ, bây giờ ta hỏi. Cảnh lộ gật gật đầu. Khương Ninh trả lời rất nhanh, nơi bốc khói. Cảnh lộ nhận được tin nhắn, tầm mắt xẹt qua bình nguyên nhỏ, rất nhanh phát hiện nơi tỏa ra khói kia thì ra là bọn họ. Hà Thanh Đường đã sớm phát hiện, bởi vì cách một khoảng, không thấy rõ người bên kia. Thật là độc đáo. Chúng ta tới ăn cơm giả ngoại, hắn tới nấu cơm giả ngoại. Hà Thanh Đường cảm khái nói. Nấu cơm giả ngoại cái gì? Một nam sinh có vài phần đẹp trai, mặc một bộ đồ hiệu hỏi. Cảnh lộ ngẩng đầu nhìn lại, đây là bạn học cấp 2 dịp mộng thần của nàng, thành tích học tập rất tốt, hiện giờ đang học ở nhất trung vũ châu nhất trung vũ châu kém trường nghị trung một chút nhưng rất lại phía sau cũng không nhiều nếu so sánh với tứ trung thì điều kiện của nhất trung tốt hơn một mảng lớn buổi giả ngoại hôm nay chính là do mấy người diệp mộng thần tổ chức lúc cảnh lộ học trung học cơ sở chủ nhiệm lớp mới tốt nghiệp đại học thích tổ chức lớp học thành lập nhóm học tập giúp đỡ lẫn nhau mỗi lần đại hội trường học luôn rất đoàn kết đặc biệt coi trọng vinh dự của lớp không biết đã cầm bao nhiêu lần bản đen báo thưởng, giải thưởng vệ sinh trực nhật. Bầu không khí trong lớp tương đối tốt, nhóm cấp 2 cho tới bây giờ vẫn rất sôi động. Quả thực là một lớp kỳ quái. Đương nhiên, cảnh lộ ở lớp 8 hiện tại cũng kỳ quái. Tiết Thanh Minh lần này tổ chức giả ngoại, mặc dù cần mọi người tự trả tiền, nhưng vẫn có không ít bạn học nguyện ý tham gia. Tổng cộng có 15 người đến. Rất nhiều bạn học, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt kể từ sau khi thi vào trung học phổ thông. Cho nên trò chuyện coi như hòa hợp, tâm sự thời gian học trung học cơ sở, nói về thay đổi sau khi vào trung học cơ sở. Chỉ là, có lẽ bởi vì lên trung học phổ thông, rất nhiều bạn học thay đổi, nhất là bạn học nhị trung, nhất trung, lúc nói chuyện luôn mang chút ý tứ chỉ điểm. Khiến cảnh lộ không khỏi buồn bã mất mát. Hà Thanh Đường nhìn về phía Diệp Mộng Thần, nàng còn nhớ rõ đối phương, năm hai trung học trước kia, cảm giác của nàng đối với Diệp Mộng Thần cũng không tệ lắm, chỉ là khi đối phương lên năm ba trung học đã bắt đầu yêu đương, thành tích giảm xuống trên diện rộng, nàng không còn hảo cảm. Ta đang nói về bạn học lớp chúng ta, cảnh lộ trả lời ngắn gọn. Bạn học cấp 2 sao, không phải, bạn học cấp 3 bây giờ. Diệp Mộng Thần lôi kéo giọng điệu, bạn học tứ trung của các ngươi. Cảnh lộ luôn cảm thấy hắn chướng mắt tứ trung, cho nên nàng cũng không lạnh không nhạt nói. Đúng, bọn họ tới giả ngoại dịp mộng thần không sai thời tiết này đi giả ngoại là hiểu cuộc sống hắn nhìn cảnh lộ và hà thanh đường nhiều hơn chênh lệch giữa học sinh trung học rất lớn có học sinh chuyên tâm học tập đóng cửa trái tim không yêu đương trong lòng chỉ có một mục tiêu lớn là thi tốt nghiệp trung học khát vọng thi đậu đại học tốt có học sinh trung học trầm mê chơi game con gái là cái gì có trò gì vui không mà có một số học sinh trung học tâm tư linh hoạt nhắm trúng nữ sinh một kiếp sống trung học có thể yêu đương vài lần thậm chí sớm đắc thủ con gái thời trung học đơn thuần không cần tốn quá nhiều tiền không cần tặng nhiều quà vào ngày lễ chỉ đối xử tốt với nàng là được diệp mộng thần thuộc loại thứ hai hiện tại hắn đánh giá hà thanh đường cùng cảnh lộ lại có loại kinh diễm vóc dáng hà thanh đường hơi cao một chút dáng dấp rất xinh đẹp cảnh lộ không cao bằng nàng dáng dấp cũng không tệ hơn nữa dáng người vô cùng tốt diệp mộng thần nói thầm trong lòng sao trước kia trung học cơ sở không phát hiện hai nữ sinh này nhưng hiện tại cũng không muộn hắn là hôn sinh nhất trung xét về tâm lý đã cao hơn đối phương một bậc đàn ông có thể không đẹp trai có thể không có tiền nhưng phải tự tin huống hồ dịp mộng thần có chút đẹp trai gia đình lại không tệ còn vô cùng tự tin cái này gọi là gì cái này gọi là tuyệt sát dịp mộng thần ngồi xuống trước lều hắn nhìn cảnh lộ đầu tiên là cảm thán nói, hôm nay thời tiết thật tốt, vừa không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp phơi nắng. Hà Thanh Đường, là như vậy. Diệp Mộng Thần chủ động tìm đề tài, bầu không khí học tập bình thường của lớp các ngươi thế nào, có tốt như bầu không khí học tập trước đây của chúng ta không, cảnh lộ nghe xong, cẩn thận ngẫm lại, bầu không khí học tập lớp 8 thế nào, đại khái dùng một câu hình dung vô cùng chuẩn xác, đó chính làng thường là nước biển, một nửa là nham thạch bình thường thôi. Cảnh lộ thành thật trả lời. Diệp mộng thần nghe xong, cảm thấy hợp tình hợp lý, hắn lộ ra nụ cười tự tin, so với lớp các ngươi, môi trường lớp chúng ta hẳn là tốt hơn rất nhiều. Ta phát hiện, lên cấp 3 rồi, không giống cấp 2, bạn học cà lơ phất phơ trước kia, cũng bắt đầu cố gắng. Cảnh lộ rất muốn phủ định lời nói của hắn, nhưng nàng cảm thấy, lớp 8 hẳn là một ví dụ. Kiến thức cấp 3, Khó hơn cấp 2 rất nhiều, ta đều tìm người hỏi bào, mới có thể theo kịp tiến độ. Cảnh lộ nói, nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Khương Ninh. Nàng muốn bỏ lại bạn học bên này, đi qua nhìn hắn một cái. Dịp mộng thần nhận ra đây là một cơ hội, hắn tỏ vẻ, hỏi bài. Cái này ta giỏi, ở lớp ta thường xuyên giúp đỡ bạn học, người có bào nào không hiểu thì có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Cảnh lộ nói, không cần ta trực tiếp hỏi bạn học trong lớp là được. Diệp Mộng thần nghe vậy, hơi đắc ý nói, ta nhớ ngươi học lớp bình thường, không phải ta nói khoác, thành tích tổng thể của trường Nhất Trung tốt hơn trường Tứ Trung rất nhiều. Bây giờ hắn đã nằm trong top 10 ở lớp bình thường nhất trung. Cảnh Lộ nghe hắn nhắc tới trường học, không muốn tranh cãi, nàng đồng ý nói, Nhất Trung quả thật tốt hơn Tứ Trung. Diệp Mộng thần được tán thành, cho rằng Cảnh Lộ thành tâm khen hắn, càng thêm tự tin chúng ta thi một chút đi hắn nghĩ tới kỳ thi cuối kỳ trước đó là cuộc thi chung toàn thành phố đã qua mấy tháng miễn cưỡng lấy ra so cũng được kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước người xếp hạng cao nhất trong lớp các ngươi đứng thứ bao nhiêu toàn thành phố dịp mộng thần dự định chờ cảnh lộ nói ra khỏi thứ tự xếp hạng cao nhất lớp các nàng hắn lại thuận thế bộc lộ ra xếp hạng của mình nếu không có gì bất ngờ xảy ra tỷ lệ đại khái còn cao hơn hạng nhất lớp các nàng cảnh lộ không nghĩ nhiều như vậy nữ sinh trung học trưởng thành hơn nam sinh nhưng lại không thể hoàn toàn nhìn thấu tâm tư đối phương cảnh lộ suy nghĩ một chút nói để nhất toàn thành phố cái gì dịp mộng thần nhất thời không kịp phản ứng người đứng đầu lớp cảnh lộ là người đứng đầu toàn thành phố hà thanh đường chê hắn không nghe rõ lại nói một lần dịp mộng thần hoàn toàn không thể tin nói đùa cái gì lớp bình thường tứ trung có thể thi được vị trí đệ nhất toàn thành phố hắn đang nằm mơ sao giả dạ. hắn phủ định nói hà thanh đường nói đồ à tin tức của ngươi lạc hậu như vậy sao ngươi cẩn thận nhớ lại một chút cái tên tiết nguyên đồng này có phải rất quen thuộc hay không nàng ấy chính là học cùng lớp với cảnh lộ nói xong câu đó trong lòng hà thanh đường thoải mái hơn một chút loại người thất bại trong kỳ thi giữa kỳ này của các nàng gặp phải những học sinh trung học trọng điểm khác, nhắc tới Tiết Nguyên Đồng, ít nhất có thể ngẩng đầu, tiêu trừ cảm giác thấp kém một bậc. Tiết Nguyên Đồng, dường như có chút quen tai. Diệp Mộng Thần cẩn thận hồi tưởng lại, dường như thật sự có tin tức này, hơn nữa cảnh lộ không cần phải lừa hắn. Diệp Mộng Thần giống như bị người vung một gậy, ngạo khí giảm xuống vài phần, hắn còn nói, người hụ đạo bài tập cho ngươi, là đệ nhất toàn thành phố kia, Diệp Mộng Thần cảm thấy không có khả năng, đệ nhất toàn thành phố, chắc chắn chuyên tâm học tập, không có bất cứ thời gian phụ đạo nào, như vậy xem ra, so với những học sinh khác trong lớp Cảnh Lộ, hắn vẫn có ưu thế như cũ. Không phải Tiết Nguyên Đồng, là một người khác, hắn đứng thứ 15 toàn thành phố. Cảnh Lộ thành thật nói. Diệp Mộng Thần, vô nghĩa, thật vô nghĩa. Hắn không thảo luận thành tích, Diệp Mộng Thần đổi đề tài, ta có một người họ hàng ở thảo nguyên lớn, hắn gửi thịt bò tới đây lát nữa đưa cho các ngươi nếm thử cảnh lộ khéo léo từ chối không cần chúng ta mang theo đồ ăn ngươi chia cho bạn học khác đi không có việc gì ta mang nhiều diệp mộng thần là một trong những người tổ chức giả ngoại tự nhiên đã chuẩn bị chu đáo hắn tìm đề tài hàng huyên một hồi tán gẫu phía sau coi như hòa hợp hai người dùng uy chắc không diệp mộng thần mượn nói chuyện thuận theo mục đích của hắn hà thanh đường nói có chứ. Ta ác hai người đi, hiện tại ta rất ít chơi quy quy. Diệp Mộng Thần nói, trên quy quy của hắn ta có bạn gái, không dễ ác nữ sinh. Hà Thanh Đường nói, ngươi chia tay bạn gái rồi sao? Diệp Mộng Thần nói, thêm bạn bè không liên quan gì đến bạn gái đúng chứ? Hà Thanh Đường buồn bực nói, có liên quan, lần trước ta ác một nam sinh, sau khi hắn ta có bạn gái, xóa toàn bộ người khác phái. Diệp Mộng Thần ta đã chia tay từ lâu rồi, ba năm trung học ta không có ý định yêu đương. Được. Hà Thanh Đường không từ chối. Đợi lát nữa chúng ta chơi đại mạo hiểm, thời tiết này, ăn chút thịt bò, uống chút rượu nho, sản khoái. Diệp Mộng thần quen thuộc nói, bên kia còn chuẩn bị sandwich, các ngươi muốn ăn thì cứ lấy. Cảnh lộ nói ra, ta định đến chỗ bạn học của ta xem thử. Diệp Mộng thần, bạn học cấp 3 sao, đúng, Bọn họ cũng tới, ở bên kia. Nhắc tới Khương Ninh, vẻ mặt cảnh lộ trong nháy mắt thay đổi, từ không nóng không lạnh vừa rồi, trở nên rực rỡ. Diệp Mộng Thần phát hiện cảnh lộ chuyển biến, nói vậy bạn học kia chắc chắn quan trọng, trong lòng hắn trầm xuống, nói, "Ha ha, ta đang định đi dạo đây." Hà Thanh Đường không hiểu, thầm nghĩ, người ta tụ tập với bạn học cấp 3, ngươi xem náo nhiệt cái gì? Cảnh lộ sắp gặp lại Khương Ninh, nàng vào lều thu dọn lại đồ đạc. Thanh Đường ta lấy vài gói đồ ăn vặt của ngươi nhé hà thanh đường bất lực chỉ gặp nhau thôi mà cũng mang đồ ăn vặt cho khương ninh nữa sao thật không còn cách nào khác hà thanh đường vì muốn giúp bạn thân giữ thể diện đành nói ngươi lấy nhiều một chút đi mang cả nho xanh ta mua theo luôn ta lấy một nửa thôi cảnh lộ đáp tức đồ ăn vặt xong nàng xách túi lên đi về chỗ đang bốc khói nghi ngút bên bờ sông dịp mộng thần thầm nghĩ hai người này có vẻ thân thiết thêm uy chắc của các nàng lưu lại sau này nói chuyện yêu đương dù sao cũng là bạn học cũ có cơ hội thì nên liên lạc cảnh lộ muốn gặp khương ninh sớm hơn nên bước đi nhanh hơn vài phút sau nàng đã đến bờ sông chỉ là khi nàng đến nơi lại phát hiện ngoại trừ tiết nguyên đồng ra còn có một cô gái khác nàng nhìn tiết sở sở ánh mắt bình tĩnh cẩn thận đánh giá cô gái buộc tóc đuôi ngựa ăn mặc giản dị với áo khoác trắng phối với quần dinh xanh nhạt nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp cùng với khí chất hơi lạnh lùng khiến cả người nàng trở nên vô cùng nổi bật nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt chéo chân lại càng toát lên vẻ đoan trang chỉ xét về ngoại hình theo quan điểm của cảnh lộ cô gái này còn thu hút hơn bạch vũ hạ nàng có quan hệ gì với khương ninh nhĩ cảnh lộ không khỏi suy nghĩ cảnh lộ các ngươi tới rồi Tiết Nguyên Đồng chủ động chào hỏi. Ừ, ta và bạn cấp 2 đang đi giả ngoại. Cảnh lộ đáp. Ngồi đi, thịt của chúng ta sắp nướng xong rồi, ngươi có ngửi thấy mùi thơm không? Tiết Nguyên Đồng hỏi, hôm nay món thịt thỏ kho tàu đặc biệt thơm. So với món thỏ xào cây mẹ nàng làm trước kia còn thơm hơn nhiều. Tiết Nguyên Đồng thèm thuồng đến mức hận không thể nuốt trọn cả nồi thịt, thật kỳ lạ. Không lẽ tay nghề nấu nướng của nàng đã vượt xa mẹ chăng, chắc chắn rồi, chúng ta đi được nửa đường đã ngửi thấy. Cảnh lộ cố kiềm chế sự thèm thuồng, nuốt nước miếng. Khương Ninh không biết nàng đang nấu món gì, nhưng mùi thơm nồng nàn của nó khiến hắn không thể cưỡng lại. Trên đường đến đây, họ thậm chí còn nghe thấy không ít người đi giả ngoại suýt xoa khen ngợi. Hà Thanh Đường ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng tán thành. Diệp mộng thần theo sau, nhìn về phía Khương Ninh, cất tiếng hỏi anh bạn, các ngươi đang nướng gì mà thơm vậy, tiết nguyên đồng đáp thịt ồ vậy có bán không ta trả tiền diệp mộng thần nói tiết nguyên đồng xin lỗi đây là chúng ta tự làm để ăn khương ninh sau khi nghe xong vận dụng một đạo pháp lực hạn chế mùi thơm không để nó lan ra xa hơn nếu không có lẽ sẽ còn có thêm nhiều người khác giống như diệp mộng thần đến hỏi con thỏ hắn bắt được tuy không phải linh thú nhưng cũng được nuôi dưỡng bằng linh khí đối với những người thích ăn uống tuyệt đối có sức hấp dẫn cực lớn nếu là người lớn đến thì tốt có thể trực tiếp từ chối còn trẻ con thì phiền phức hơn cảnh lộ tí nữa ta mời ngươi ăn thịt tiết nguyên đồng hào phóng nói đối với bạn học cảnh lộ nàng không hề keo kiệt bình thường ở lớp cảnh lộ cũng hay mua nước ngọt đồ ăn vặt chia cho nàng và khương ninh nói về đồ ăn vặt hiện tại cô quách nhiễm đang dẫn đầu về số lượng tiếp tế đứng vị trí thứ hai là cảnh lộ còn khương ninh hắn vĩnh viễn là vị trí số một cảnh lộ rất muốn từ chối nhưng con gái mấy ai là không ham ăn vì sĩ diện nên nàng vẫn đang do dự khương ninh chọc thủng lớp phòng tuyến cuối cùng của nàng ngươi và bạn ở lại ăn đi dù sao cũng nấu khá nhiều mười mấy cân thỏ tính riêng phần thịt cũng đã nặng mấy cân rồi trong nồi còn có rất nhiều món ăn kèm khẩu phần hoàn toàn đủ ăn cảnh lộ vừa nghe khương ninh lên tiếng tự nhiên không còn từ chối nữa hà thanh đường nghe thấy trong danh sách có cả nàng thì cũng không khách sáo vừa lúc thừa dịp ăn cơm thay cảnh lộ quan sát khương ninh tục ngữ nói tính cách con người thể hiện trong bữa ăn nàng không muốn cảnh lộ gặp phải kẻ xấu bị tổn thương hà thanh đường cũng là một người cởi mở nàng nhìn về phía dịp mộng thần lưu loát nói bạn học dịp lát nữa phì ngươi nói với mọi người chúng ta ăn trưa xong sẽ qua đó sẽ không ảnh hưởng đến việc vui chơi buổi chiều đâu nhờ ngươi nhé chờ sau khi kết thúc ta mời ngươi uống nước ngọt Nghe vậy, Diệp Mộng Thần như người ngoài cuộc, chỉ cảm thấy lạc lõng. Hắn nhìn về phía nữ sinh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trong lòng kinh diễm, người này so với Cảnh Lộ và bạn nàng đẹp hơn hai cấp bậc, chỉ là người ta không giữ hắn lại, hắn không có cớ gì để ở lại, trong lòng hắn có vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói, "Được, vậy lát gặp lại." Nói xong câu này, Diệp Mộng Thần quay đầu bước đi. Cảnh Lộ và Hà Thanh Đường không phải người khó ở chung trò chuyện vài câu đã dần trở nên quen thuộc. Cành cây cháy, ngọn lửa nướng nồi sắt. Khương Ninh, Khương Ninh, mau đến đổ nước, ta dán bánh bột ngô. Tiết Nguyên Đồng bưng chậu, trong chậu có bột mì, nhờ Khương Ninh rót nước vào bên trong. Sau đó, Tiết Nguyên Đồng rửa tay, bắt đầu nhào bột. Khương Ninh nhấc nắp nồi lên, hơi nước bốc lên nghi ngút, tiếp theo là mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Xuyên qua hơi nước mờ mịt, Tiết sở sở nhìn thấy thịt đang được nấu trong nồi. Các ngươi nấu cái gì, ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm này. Hà Thanh Đường hỏi. Tiết Nguyên Đồng nói, Khương Ninh bắt được một con thỏ, béo lắm. Hà Thanh Đường, thì ra là thịt thỏ. Trong lúc nói chuyện, Tiết Nguyên Đồng nặng bánh mì, dán vào trong nồi. Khương Ninh nói, để ta dán cho. Dù sao nồi vẫn còn rất nóng, Lỡ tiết nguyên đồng bị bỏng thì không hay, sợ rằng còn phải trị liệu cho nàng nữa. Tuy nhiên, trị liệu cũng không hẳn là không thể. Chỉ là lời đã nói ra, tiết nguyên đồng nghe xong, hào phóng nói, vốn ta còn muốn biểu diễn thiết sa trưởng nhiều năm khổ luyện, ngươi đã muốn ra tay, vậy ta nhường cơ hội lại cho ngươi, ngươi biết đấy, ta không phải người thích khoe khoang. Nàng nhanh chóng đặt bánh mì lên tay Khương Ninh, sợ hắn đổi ý, Khương Ninh tiện tay dán một cái, bánh mì dính vào nồi, nhiệt độ cao như vậy chỉ dọa được Tiết Nguyên Đồng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Tiết Nguyên Đồng phụ trách nặng bánh, Khương Ninh phụ trách dán bánh, hai người phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng dán đầy nồi bánh. Lại đậy nắp lại, tiếp theo là ngồi đợi bánh chín, ăn cơm. Lúc nãy Tiết sở sở không giúp được gì. Nàng tập trung khống chế củi lửa, để thế lửa cháy đều hơn. Ngược lại cảnh lộ và hà thanh đường chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát, không thể giúp được gì. Hà Thanh Đường muốn nói với nàng, Hương Ninh mà ngươi thích, còn biết nấu ăn nữa, thật đa tài đa nghệ. Trong lúc chờ cơm, một bé gái chạy đến bên bờ sông, chính là bé gái đã thả diều bằng cần câu lúc nãy. Chỉ là lần này đi cùng cô bé không phải là ba, mà là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc lịch sự. Cô bé bị thu hút bởi mùi thơm, trước đó bên chỗ bé rất thơm, sau đó không còn ngửi thấy nữa, con nít vốn hiếu động nên chạy thẳng đến để ngửi mẹ cô bé đứng bên cạnh vẻ mặt ngượng ngùng cô bé khó hiểu hỏi mẹ ơi sao họ nướng thịt ăn mà nhà mình chỉ được ăn bánh mì kẹp thôi ạ à? người phụ nữ trong nhất thời không biết trả lời như thế nào cảnh lộ nhìn cô bé bỗng nói nhà chúng ta vốn có hai đứa nhỏ sau đó bán một đứa đi đổi lấy một nồi thịt để ăn nàng nói rất nghiêm túc nghe như thật vậy cô bé hoảng sợ nhìn nàng nửa ngày nói không ra lời cảnh lộ còn muốn nói thêm hai câu bỗng thấy cô bé đột nhiên kéo mẹ mình bỏ chạy. Buổi giả ngoại vào tiết thanh minh diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trước đừng nói đến tiết nguyên đồng, ngay cả tiết sở sở vốn luôn rụt rè cũng ăn rất nhiều, cuối cùng vì xấu hổ mà không dám nhìn Khương Ninh. Cảnh lộ càng không phải nói, lượng cơm chỉ kém tiết nguyên đồng một chút. Đối với học sinh, những ngày vui luôn đặc biệt ngắn ngủi, ba ngày nghỉ thanh minh trôi qua trong chớp mắt. Ngày 7 tháng 4, chạng vạn tối tiết thanh minh trời mưa tầm tã một trận mưa lớn ập đến vội vã thời tiết như thế này rất thích hợp ở nhà chơi nhưng tối nay phải đến trường tự học buổi tối tiết nguyên đồng chuẩn bị hai cái áo mưa cái nhỏ hơn là của nàng cái lớn hơn là của khương ninh vì cố đứng ở cửa nước mưa trên mái nhà hợp thành rèm mưa xuôi dòng xuống dưới tiếng mưa bột 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 vang vọng khắp nơi nàng nhìn hai người ăn mặc chỉnh tề một cao một thấp khuyên nhủ mưa to quá hay là ta gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin cho hai đứa ở nhà tự học mẹ con không phải kiểu người gặp khó khăn sẽ chùn bước tiết nguyên đồng bước vào màn mưa những hạt mưa to như trút nước tát vào mặt nàng nàng hét trong mưa dù gió thổi đông tây nam bắc ta vẫn hiên ngang bất động dì cố nhìn đứa con gái ngốc nghếch nhà mình nói không ra lời hương ninh dắt xe đạp leo núi thúc giục mau lên xe đi được rồi tiết nguyên đồng nhảy lên ghế sau Trước khi đi, Hương Ninh nói: Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.